Rồi mình sẽ sang tìm hiểu một cái gia đình tiếp theo bạn, một cái có hai ông bà, chỉ có hai ông bà với nhau thôi à? Có hai ông bà ở với nhau ở trong bản, thì mình sang bên đó một chút để xem cuộc sống của hai ông bà như nào. Nhưng mà quà thì vì các cái quà gửi thì qua của các nhà hảo tâm thì gửi đến cái gia đình nào thì mình sẽ đem đến cái gia đình đó. Còn cái chỗ gia đình này thì mình chưa chưa vào, cho nên là hôm nay mình mới bắt đầu vào để quay, để chia sẻ, để xem là các bạn xem kênh có ai ủng hộ gì cho ông bà không. Phải đi, cái cầu này có đi được không đấy, mẹ nó rung rung nó này, ù một phát lên cầu. Ôi trời, cái cầu này nó hỏng hết rồi. Từ anh quay quay cái cầu này một tí nữa, nó dừng 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 dừng. Ôi rồi đây các bạn, cái cầu này không biết làm từ năm bao nhiêu nữa, nhưng mà chân trước là nó sắp cụt hết rồi. Nay có chương trình gì làm cầu mới chưa hả? À, sắp thấy rồi chứ còn đây. Cầu kia là mục hết rồi. Nói chung là đi cũng hơi ghê các bạn. Nó rung rung rung. Ôi. Đi bộ nó còn rung này, các bạn nhìn này. Này. Đấy, nhìn nó như cái con rắn ấy. Đây nó hỏng hết này. Cái cột này. Đấy. Đi bộ nó còn rung các bạn, nay đi xe mình còn bảo bạn kia là có liệu có đi được không. Đấy, ấy à, đi bộ mà như kiểu đi say rượu nên nó thủng hết rồi. Cầu thì bắc qua cái con suối này, cho ô tô chắc đi đằng dưới kia. Đấy, đây này, cầu gì cái này chẳng biết là lăn năm bao nhiêu, cái này cũng không phải là cáp ấy, mà dây dây đây là bằng bó các cái bó dây thép ấy. Dây dây như ở thép phi 10 ấy. Chứ không phải là dây cáp, các cái chỗ khác là nó bằng dây cáp thôi. Đây, ôi, nó đủ nguy hiểm hết cái răng đâu nữa. Nói chung là khá là nguy hiểm với cái con cầu này các bạn. Bây giờ đi này, cũng cẩn thận, nó còn thụt xuống đây ấy. Đây này. Cầu. Đứng trên cầu nhìn thấy ở dưới gầm cầu luôn này. Nó đi đây. Đây. Đi như kiểu nó đu đưa đưa như kiểu say rượu. Đây các bạn này. Úi. Xem ở dưới cái gầm nó xem có còn không hay nó mục hết rồi. Ui rồi, mày nó còn gãy hết rồi, nó gãy hết rồi còn đâu nữa. Đây. Nó gãy có cái nó còn muốn rơi xuống rồi. Đấy. Đi sang bản đấy các bạn. Vậy những cái cầu gọi là chưa từng thấy bao giờ. Ơi. Ơi. Đây là các cái đấy là cái cầu ấy. À đây bà đây à? À đây. Cái nhà mình đi vào đây các bạn, đây gặp bà luôn đây. Ông thì nằm liệt trên giường không đi làm được gì đâu. Bà là củi tận đâu đấy? Bà. Ôi bà không biết tiếng Kinh rồi. Vẫn chạy xe qua cầu ở mầm chưa. Bà lấy củi ở tận đâu đấy? Tận trên này à? Lấy cả cây chít về làm chổi à? Không biết nói tiếng phổ thông rồi. Này là lấy về đun hay là lấy về bán bà ấy? Bà lấy về đun đấy. Và còn có cái gì đây nữa này? Nước à?
Mấy năm trước thì bà toàn đi làm củi để bán để đổi gạo ăn. Mấy Thế năm cái nay con của già bà đâu rồi, có hai ông bà? các con của bà thì bây giờ không có đứa con nào ở với bà, có mỗi thằng con trai thì nó lại đi lấy vợ ở nơi khác xong ở đấy. Thế là cứ hàng bạn đấy, thế đi đi đấy, bà còn ủng chắc hỏng đấy, còn chiếc nọ chiếc kia này nữa này, chiếc thì đỏ chiếc thì xanh ấy. Bà đưa cho cầm cho nào, ê để xe đây được không, hay là để gọn gọn vào cho nào. Đây đây anh cầm để gọn gọn vào đâu. Đi bà đi về, cháu lên bà chơi tí nào. Ý, mọi người cứ bảo ấy đây, người già được nghỉ đấy, làm gì được nghỉ đâu, vẫn phải đi lấy lên rừng lấy củi ấy. Bà này là năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? À đây nhà bà đây luôn à? Ấy chà, cây nó dài quá. Nó dài ấy, dài thế nó bắn lôi từ chân rừng xuống đây. Bây giờ cầm lên nó còn mãi mới chả cầm được. Ôi, để đây. Để đâu đây? À nó chưa, không phải nhà này à? Ôi, tưởng là nhà này. Bà lại phải đi qua một cái nhà khác thôi. Ấy, ta hút. Em cầm. Ôi. Đây. À đây à, nhà bà đây á? Ui trời. Thế hai ông bà là ở cái nhà này á? Rượu đi cho ông. Ông uống rượu. Ôi trời. Mấy năm rồi không lên lên đây. Đây hôm qua ở trong cái nhà lên như một cái lán đấy. Đây, đường lên chả có nữa các bạn ơi. Ui trời. Đây, đây. Ui. Đấy, đây là cụ đi cứ lấy củi về, cứ ngày thích ngày nào cụ cũng đi lấy củi này à. Đấy, bà đang thở. Ui trời. Ô, có ăn cơm chưa? Chưa. Đang đợi bà về à? Ôi trời. Bà thì ở lán rồi thôi. Ôi trời, không phải ở cái lán vé tí 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 này. Thế đây đất nhà ông bà này đâu, hay là đây là đất nhà ông bà gì? Đây, đất nhà ông bà đây, từ ngày xưa đấy. Có chỗ ở đó. Ở đây này. Nhà này chắc là bé nhất trong cái nhà mình đến, mấy cái nhà ở trên 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 bản ấy, trên kia cũng còn to hơn. Hôm đó tiêu tập mua ở đi. Chị tay tay. Để em về đây ít tiền sang cho ông nhỉ. Cái nhà của bà còn bé tí cái teo. Bằng vách bằng cái hết. Bây giờ mà nếu như bình thường đi qua là không ai biết đây là cái nhà đâu mà. Alo. Ở cái này thì hôm nay mình đem thì đây. Lần trước là lại chưa vào nhà bà nên là lần này mới vào. Đấy, nay thì trước mắt là cứ đi chia sẻ cho mọi người biết cái hoàn cảnh của hai ông bà đây đó. Đấy, neo đơn sống một mình ấy. Có con nhưng mà nó chả ở cùng nữa. Chắc khó khăn là đi lấy chồng là xa hết à. Không biết là các con có hay về thăm không. Nhà thì bé quá. Lúc nãy là mình tưởng là cái nhà này cơ. Nhưng mà là không phải. Đi tận trên này. Đây.
Cái góc này các bạn ấy nhìn được hết là cái ngôi nhà của ông bà nó như thế nào. Đấy, đây này. Ông bà ăn cơm đi, ông bà ăn cơm đi. Ông bà ăn cơm có món gì không? Chẳng có tiền mua được món món nào. Chẳng món ở đâu thế nào, ông ăn cơm với gì, ông bà ăn cơm với gì? Đây à? Cho có gì. Ông bây giờ là cứ ở nhà không đi làm được gì nữa à? Ông bị đau à hay là nó như nào? Nó bị tập khớp. À bị khớp à? Tập khớp một hai là nó bị xoắn não. Đây nó không xương nhưng mà nó có gân đây. Đây. Nó không đấy cũng không nhắc được đấy. Quặp mà quặp chân nhiều. À, không không nên là không đi lại được nữa. Có ông có đi được không? Giờ dậy ngã luôn đấy. À, dậy là ngã. Thế là cứ ngồi đây xong là sang đây là nằm ở đây thôi. Thế hai ông bà nằm ở ngủ giường này à? Không có chỗ nào đi. Bác ngủ bên dưới, bà nó ngủ bên trên. À, bà ngủ trong kia, ông ngủ đây. Đây là cái mấy tấm phản vào là ngủ ấy chứ. Ba tấm. Ba tấm gỗ à, là ngủ chứ có giường đâu. Không có giường, ngủ thôi. Mà đây cũng bé các bạn ạ. Cái giường thì cũng... Đây này, trong nhà thì bé có hai ông bà ở với nhau. Thế các con ở xa thì có về thăm ông bà không? Nó luôn về đấy. Lâu lâu về thì ở tận đâu? Hai đứa học. Một đứa thì nó làm dâu vùng sâu. Nhưng mà bây giờ nó làm thuê ở dưới Hà Nội. À, cũng đi làm thuê. Thế là thỉnh thoảng mới về để thăm ông bà thôi. Thế con trai? Con gái Có con trai không? Ông có con trai không? con trai có một con thì ở bên Mộc Châu. Bạn tạm đi Mộc Châu lấy vợ ở bên đấy à? Cái cuộc sống của nó bên đấy nó có khá giả không? Hay là mấy năm nay cũng thấy ở đây thăm bố nào chẳng biết. à, thế cũng 4 5 năm này cũng không về thăm. Về có một lần. À, về một lần, thế từ ngày lấy vợ là nó ở luôn, nó không về nữa. Hồi đó đến giờ cũng thấy. Đây có hai đứa con này, một đứa lấy chồng, một đứa này, một anh này. Có một đứa con gái thuê dưới Hà Nội, dưới Thanh Trì. Thế là đi làm thuê thì nên lấy chồng nhưng là đi làm thuê đấy à? Lấy chồng khăn tang mắn 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 khăn tang À, lấy người người giao ấy à? giao khăn tang Đấy, lấy chồng người giao nên là chắc là khó khăn nên là đi làm thuê. Hai ông bà ở đây thì có một anh thì lại đi lấy vợ là cũng chả thấy về, không biết là cuộc sống như thế nào. Đâu hôm nay ông ăn cái gì đâu cho xem nào. Chẳng có gì Ôi rồi ở đây như kiểu là truyền thống ấy, chỉ có rau không thế nào ấy. Đấy, nên nồi niếc là chỉ có cơm đây. Cơm này như nấu từ bao giờ ấy ông? Cái này nó từ sáng. Nấu từ sáng. Nên góc bếp của ông bà chỉ có mỗi này thôi. Tiền nong không có thì phải chịu thôi, làm thế nào. Ông bà bây giờ thì ông bà là thế ông bà là gạo ấy thì làm nào để có ăn. Đây trước thì con gái nó gửi ít tiền về trong điểm thằng nghiệp mình kia đường ấy đang lấy một tí về cho ông đấy. À, cứ là gửi ở bên con gái là gửi tiền về cho cái quán bên kia xong là họ đem gạo vào đấy cho đấy. Thế còn thức ăn nước uống thì như nào? Thức ăn thức uống thì cũng có tiền cũng có đủ mua gạo thôi. Chỉ đủ mua gạo thôi, còn thức ăn là phải tự 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 kiếm à? Kiếm chẳng phải kiếm cái gì. À, nhưng mà ông có đi được đâu mà chỉ bây giờ phụ thuộc mỗi vào bà thôi đúng không? Bà thì không biết tiếng phổ thông. Mang thì chưa mọt cái gì cái cũng có. Người ta khai thác hết vô rồi nhưng mà muốn đi nhưng mà không đi được chịu thôi.
Đây, thùng chắn chiếu quần áo cũng trải. Cái này ở đây sẽ con gái mua gạo cho đây này. Đây này, này. Đấy, chứ mỗi lần con gái gửi gạo về gửi tiền là gửi vào quán kia là họ đem gạo sang cho à? Không, cho cái thằng cháu bên kia, bên kia đường ấy. Nó mua hộ cho. À gửi tiền lại gửi về cho một đứa cháu bên đấy. Xong là mua gạo hộ nó đem về đây. Thế đây nước nhất thì ông bà lấy nước ở đâu? Nước ăn nhờ cháu ở dưới này. Nhưng mà phải đi gánh về à? Phải xách. À, phải xách về à? Thế có mấy cái xô siêu can nước ở đây. Nó có cái xô. Còn không có nước lên nữa cơ. Ây chà. Thế này ông bà ở này bao nhiêu năm rồi? Đây làm từ năm 18. Năm 98 á? Làm từ năm 18. Hay là 2018 á? Ừ. 2018. Mấy cái nhà này con nó mua cho thôi. Mua nhưng mà cái này bé cái nhiêu của nó cũng chả phải một gian này được bao nhiêu mét vuông bé rồi. Con gái nó bảo có hai ông bà già thì làm dụng được không biết làm thế nào. Nhưng có cái này nó mua nhà người Mường. Bếp nhà người Mường, mua cái bếp của nhà người Mường. Trong mình Mường đấy. Thế là mua có một cái khung bé bé này, cái bếp nó cho ông bà ở. Thế ông bà là người gì? Bà ca. Ông là người gì? Ông là người dân tộc gì ấy? Người Mường. Ông cũng là người Mường. Dân giàu không. Nên là không có tiền trước đây chỉ thấy ăn rau. Đấy, đi xách nước về không hai ông bà dùng ở đây. Thế này thì mỗi ngày thì xách bao nhiêu nước cho nó đủ? Mỗi ngày thì có một xô cái hai can này thôi, ít thôi. Thế là bà là thế cứ đi lấy củi bán hay là chỉ để đốt thôi? Để đun vào bếp. Chỉ để đun thôi. Nhiều hoàn cảnh nó còn khó khăn đấy. Bây giờ hai ông bà là cũng nhiều tuổi rồi. Đấy, nhà thì là cái bếp mua của người Mường thì từ năm 98 ấy. Xong rồi dựng lên cho bà ở thôi. Này nó các trong nó hoàn cảnh nữa. Kia cái chuồng gà người ta đây cái nhà nhìn nó không khác gì nhau mấy. Thế ông bà là có làm ruộng làm nương gì không? Không có. Không có nương, không có ruộng. Không có nương, không có ruộng. Người hai ông bà có cả không có cả đất công ty ngoài này người ta lại trang làm hết. Nên là ruộng ở trong này thì chỗ nào ngon thì người ta trang làm. Nhưng cũng không ruộng, không đất cái gì. Không có ruộng, không có đất. Vâng. Thế là cứ ngày nào làm được cái gì là ăn cái đấy thôi. Cũng khổ đấy cháu ạ. Nhưng mà đọc chết nó không chết, sống khổ cho nhà nước thôi. Thế nhà nước có hàng tháng có hỗ trợ ông bà cái gì không? Thôi làm đơn xin nhưng mà 6 năm nay rồi cũng thế hỗ trợ cái gì. 6 năm nay à? Ừ. 6 năm nay không hỗ trợ gì? Nó quạt chân từ năm 84. Bệnh từ năm 84 đến giờ đấy. 6 năm. Không thế con nhìn nhắc cho nó làm thế nào. Không thế cho cái gì. Con gái làm thế giới nội tinh thần nó gửi
chăm lo thì được miếng gạo để đồng miếng gạo để ăn đêm hôm thôi, chẳng có cái gì. Tức là con gái gửi là chỉ đủ tiền mua gạo thôi, còn thức ăn là không 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 có. Không có tiền nó làm đấy, con khổ nhưng mà nó không có tiền. Nó cho bao nhiêu tiền năm vài bữa cả ăn nhiều tiền thổi hỏi thế nào. Nó có hay gọi điện về cho mà ông bà có điện thoại không? Cũng có. Cũng có. Thế nó liên lạc kiểu gì? Nên nó thỉnh thoảng nó về thôi. Thỉnh thoảng nó về chơi. Một năm nó về hai lần, ba lần. Đấy, chỉ có con gái về đấy chứ con trai thì lại làm ra cái gì đó. Con trai thì nó đi luôn nó không về. Ở đây thì bà con cuộc sống khó khăn lắm các bạn. Sống còn so với những chỗ mình đến thì nó có, nếu như ở vùng cao cao kia thì cũng khó. Nói chung là ở đây thì người dân cũng chỉ sống dựa vào dòng ngô, dòng sắn này. Còn ruộng thì còn chả có. Ruộng ở đây. Đấy, cái nhà này, đây, kia nhà kia kia kiểu còn tạm tạm ấy, tí nữa sang xem. Mới là mới làm ra hay là nào. Chưa thấy có vách gì cả. Đấy, cháu vào chơi ông bà tí nhá, hôm nào có ấy thì cháu lại đem quà sang cho ông bà sau nhá. Vâng. Thì hôm nay cháu lại không biết là nhà ông bà ở bên này. Vâng. Lần nãy cháu lại đem cho mấy nhà ở bên kia. Vâng. Thì lần sau thì có cháu sang thì cháu lại thăm ông bà sau. Vâng. Đấy, thôi ông bà chuẩn bị ăn cơm đi. Vâng. Đấy, cháu đi sang bên này một chút. Vâng. Đấy các bạn, chia sẻ cho các bạn một cái nhà ông bà cũng là neo đơn đấy. Bây giờ thì có hai ông bà ở với nhau. Rồi mình sẽ đi sang bên kia xong là chia nút cho mấy cháu nhỏ bên kia ý quần áo xong là mình cũng lại phải về bên kia luôn đúng không ạ? Thì hôm nay đi cũng rất là gấp nên nó không ở lại lâu được. Ai có quan tâm đến ông bà đây một chút thì có gửi quà gửi gì cho ông bà thì mình sẽ chuyển đến cho ông bà. Còn hôm nay thì mục đích hôm nay sang là đem cho quà cho một hai mấy cái gia đình ở bên kia. Còn cái gia đình này thì hôm nay sang đây mới biết. Biết đến nhà ông bà, bé tí bé teo.